Vâng, xin chào anh chị các bạn. Thì Tây Nguyên những ngày vừa qua là những cái ngày mưa bão rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cái bước chân của các anh em thợ rừng thì vẫn rong ruổi trên khắp những cái cánh rừng đại ngàn của khu vực rừng Yali để có thể mang về được những cái nhánh lan rừng rất là đẹp, những cái nhánh giả hạc rừng rất là đẹp về để cho các anh chị các bạn sưu tầm. Và ngày hôm nay thì em lên 14 đơn với 14 mức giá khác nhau để các anh chị các bạn chọn lựa cho mình những cây giả hạc rừng cho vào bộ sưu tập trong góc nhỏ đam mê của mình nhé. Đầu tiên thì em xin đi vào đơn số 1. Đơn số 1 thì có giá là 500 với 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 khúc giả hạc nguyên bản bao gồm rất là nhiều mầm. Đếm đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6 khúc với 9 mầm kèm một ki mọc tự nhiên ở trên thân các anh chị các bạn ạ. Đấy, 9 mặt hoa khác nhau. Với 6 khúc nguyên bản này thì với giá rất là ưu ái thôi, 500 cho đơn số 1. Và bây giờ thì em sang đơn số 2. Đơn số 2 cũng có mức giá đồng giá với đơn số 1, đó là 500. Và đơn số 2 thì nó là những kiến nguyên bản to hơn, nhỉnh hơn. Và ở đây thì có được 1, 2, 3 khúc giả hạc nguyên bản và một kiến rời. Kiến này thì là kiến đôi, có hai mầm. Đấy, hai mầm rất là đẹp luôn ạ. Con này thì không lấy nguyên bản cho nên phải bóc. Còn đâu thì ở đây thì có những cây nguyên bản rất là đẹp. Đấy. Đây mầm đôi này, các anh chị các bạn ạ. Đấy mầm đôi này. Tính ra thì đơn số 2 này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mầm. 7 mầm với giá chỉ 500 cho đơn số 2. Tiếp đến em sang đơn số 3. Đơn số 3 thì có hai kiến nguyên bản. Đây các anh chị các bạn ngắm nhé. Đấy, một kiến này, hai kiến tím rất là đẹp. Và đơn số 3 giá là 400 cho hai kiến này. Đấy, đơn số 3 400. Em sang đơn số 4. Đơn số 4 có giá là 450k, cũng là hai kiến nguyên bản. Đây đầu tiên là một kiến này nguyên bản này, rất là đẹp này. Đấy, và kiến thứ hai thân vàng óng đấy, lá tre lá gọn nhỏ. Và hai kiến nguyên bản của đơn số 4 này thì có giá là 450k cho hai kiến. Tiếp theo sang đơn số 5. Đơn số 5 là một kiến nguyên bản, cái lớp rễ nó đang bong bong ra rồi nhưng mà không ảnh hưởng gì hết ạ. Lá bầu đẹp, thân đốm tím. Đấy, và đơn số 5 em bán với giá là 300k cho đơn số 5. Bây giờ em sang đơn số 6. Đơn số 6 là đơn có mức giá mềm nhất ngày hôm nay, đó là 250k với một khúc cây với một chú kiến nguyên bản thân cực kỳ tím. Đốm thân, đốm lá này về bắt bẻ rất là lý tưởng. Và với khúc này thì em bán với giá là 250k cho đơn số 6. Đây ạ. Bây giờ em sang đơn số 7. Đơn số 7 có giá là 350k. Đó là một cây giả nguyên bản của lá tre. Đấy, rễ ra rất là nhiều luôn ạ. Có những cái lớp rêu rừng nữa. Thân già nhiều. Và đặc biệt là cây này thì rất là khỏe khoắn, cứng cáp, lá cứng. Đấy, và đơn số 7 có giá là 350k. Tiếp đến em sang đơn số 8. Đơn số 8 có giá là 300k. Đây một kiến nhỏ nhắn xinh xắn nguyên bản. Đấy, mới được khai thác từ rừng về luôn các anh chị các bạn ạ. Rất là đẹp, rất là xinh. Đơn số 8 300k. Và bây giờ thì em sang đơn số 9 là một kiến nguyên bản. Nó mọc trên một cái cành cây nhỏ được cưa cắt rất là cẩn thận xuống này. Và cây này thì có bộ lá rất là to. Đây. Cây thì nhỏ nhưng lá rất là to luôn. Và đơn số 9 này có giá là 400. Một cây là hạt lá bầu, lá to, rất là to, rất là đẹp. Tiếp đến là sang đơn số 10. Đơn số 10 thì gồm có hai kiến nguyên bản. Đây, hai kiến tím nguyên bản rất là đẹp này. Kiến này và kiến này. Thân đốm tím rất là đẹp luôn. Đấy. Và hai kiến này thì em bán với giá là 500k cho đơn số 10.
Tiếp đến sang nước số 11. Nước số 11 có giá là 350k với một cây giả hạc nguyên bản, lá tre, thân đốm tím. Đơn này có giá là 350k. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Hàng mới từ trên rừng xuống rồi. Xanh tươi phơi phới luôn. Cây này thì có một cái lá nó hơi bị xước, trong quá trình vận chuyển từ trên rừng xuống thì cũng không ảnh hưởng gì đến cây cả. Thì cây sức khỏe của cây thì hoàn toàn ổn định và phát triển rất là mạnh mẽ. Tiếp đến em sang đợt số 12. Đợt số 12 là một kiến thân nù, đốt ngắn, lá nhựa này. Rất là đẹp luôn. Đợt số 12 có giá là 300. Tiếp đến em sang đợt số 13. Đợt số 13 có giá là 350k. Đó là một cây giả nguyên bản. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Nhìn cứng cáp. Các anh chị các bạn mua về chỉ việc đặt vào chậu, mình cho thêm giá thể vào là cây nó sẽ đi ngọn, phát triển rất là mạnh. Bởi vì hàng nguyên bản thì lấy được như này thì rất là sướng. Rất là nhiều các anh chị thích mua bởi vì về nó không bị chột cây. Cây nó vẫn đi ngọn tự nhiên theo đúng quy trình sinh học của nó. Đấy, và đơn số 13 thì có giá là 350k. Bây giờ em sang đơn cuối cùng, đơn số 14 có giá là 350k. Đấy, và đây là một cây giả hạc lá tre, thân xanh, có những cái đường ngấn cổ lá này. Cây này thì nó thuộc dạng xanh nhất ngày hôm nay đấy, thân già vàng đấy, rất là đẹp luôn. Đợt số 14 có giá là 350k đấy. Và ngày hôm nay em có 14 đơn hàng vậy thôi, với 14 mức giá khác nhau, mức giá bình dân đấy. Và phải nói rằng những cây giả hạc nguyên bản, những cây giả hạc rừng này rất là quý hiếm và được rất là nhiều các anh chị các bạn nhắn tin gọi điện hỏi em, thì hôm nay mới có hàng. Thật sự ngày hôm nay thì em cũng đang ốm mệt, cho nên là cũng mong anh chị xem và thông cảm, bởi vì có thể là không được chi tiết như mọi ngày. Đấy, thì rất là mong các anh chị các bạn ghé qua xem cũng như là ủng hộ người Tầm Lan. Và lời cuối cùng thì em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ em trong suốt những năm vừa qua nhé.